Hoàng Tấn xin kính chào quý khán giả. Chúc quý khán giả năm mới có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, an gia đình, an khang thịnh vượng. Xin chúc tất cả bà con dân ca, nói chung cũng như bà con Việt Nam đều đạt những gì theo như ý muốn của mình. Tiếp nối hôm nay mình xin gửi đến các bạn tác phẩm cuối năm, cũng là tác phẩm dài nhất trong suốt 3 tháng trời làm việc. Hôm nay mình gom góp về cái nửa tiếng đồng hồ để gửi lại các bạn nghệ thuật viên khắc cổ ra những tác phẩm từ đầu tới cuối. Trong video này chỉ có nửa tiếng thôi, mình gom góp lại những cái hay nhất để gửi đến các bạn, hy vọng có sự ủng hộ với vị gần xa. Một lần nữa xin Hoàng Tấn xin chào mừng gửi đến các bạn rất vui lòng các bạn đi đến kênh YouTube Hoàng Tấn Âm Mài. Trong video này chúng tôi xin gửi đến các bạn từ các phẩm cảnh sát chưa gỗ mát trên nhà của tình hạt thiên nhiên, cơm cua cá mực và một chút vui nhộn của mùa xuân. Hãy sẵn sàng ngạc nhiên khi chúng ta đi sâu vào thế giới những tác phẩm đi cắt gỗ phức tạp. Hoàng Tấn Âm Mài, một nghệ sĩ được biết đến với kỹ năng đi cắt gỗ điêu luyện, trình bày những tác phẩm nghệ thuật đầy lôi cuốn này với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tôi mang lại sự sống cho tùng hạt thiên nhiên, biểu tượng cho sự trường thọ thịnh vượng, được trang trí bằng màu sắc rực rỡ, tinh hoa tinh xảo. Xin chào một chút nhé. Hãy chiêm ngưỡng tác phẩm của Hoàng Tấn Âm Mài, thêm chút hài hước và sự hỗn hợp để khía cạnh vui tươi của anh ấy thông qua miêu tả kết hợp với tôm cua cá mực. Ở trên là đất, dưới là nước, tôm cua cá mực trên đất là tùng hạt duyên nguyên hạnh phúc trường tồn. Pha trộn những loài thủy sinh ở xứ sở Cần Giuộc Long An mình thì có những cái đặc sản cơm cua cá mực gửi đến để kết hợp với tác phẩm tạo ra một tuyệt tác. Tưởng tượng làm sao những điêu khắc gỗ này là thực sự đáng chú ý. Ngoài vẻ đẹp nghệ thuật của sự sáng tạo, video này còn thể hiện được bản chất của mùa xuân thông qua sự hài hước vui vẻ. Khả năng độc đáo của Hoàng Tấn Âm Mài là truyền tải hài hước vào tác phẩm chạm khắc gỗ. Anh ấy trở nên khác, đặc biệt và bảo đảm mang lại niềm vui trên môi bàn. Cho dù bạn là một người đam mê nghệ thuật, người biểu dương văn hóa hay là chỉ đơn giản tìm kiếm sự giải trí, video này sẽ mang đến một bữa tiệc thị giác giản dị và tìm kiếm sự giải trí. Video này chắc chắn sẽ làm say đắm những người yêu thích nghệ thuật như khắc gỗ. Các bạn có yêu thích nghệ thuật điêu khắc gỗ, xin hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Mỗi lượt đăng ký kênh của các bạn là một niềm vui rất lớn và một động lực rất lớn để Hoàng Tấn Âm Mài tiếp nối những nghệ thuật điêu khắc gỗ ra những video mới nhất và hay nhất để gửi đến phục vụ quý vị khán giả. Xin hãy cho một like và một lượt đăng ký để tạo động lực nhé. Chân thành cảm ơn các bạn. Trước tiên chúng ta hãy điểm qua tùng hạt thiên nhiên. Đây là một tác phẩm mô phỏng về cuộc sống chim hạt sống trên một cây tùng già. Tiếp theo tôi muốn gửi lại tôm cua cá mực, trên là đất, dưới là nước. Trên đất có tác phẩm là tùng hạt và cây tùng cặp hạt quê hương và cây tùng
sự kết hợp với tôm cua, cá mực, loài sinh vật biển, loài đặc sản 4 món của xứ sở Cần Giuộc Long An xin gửi đến các bạn. Cuối cùng tôi mang đến sự một chút mùa xuân là một tác phẩm nhỏ. Một người đàn ông tạo ra nụ cười của khán giả, mang lại niềm vui, một sự thưởng thức nghệ thuật độc đáo của nghệ thuật điêu khắc gỗ Hoàng Tấn Nhát. Hoàng Tấn Nhát mời, xin hy vọng qua những tác phẩm này các bạn có thể cảm nhận được sự tâm huyết của tôi trong nghệ thuật điêu khắc gỗ gốc cây. Xin hãy like và chia sẻ nếu cảm thấy thú vị. Hoàng Tấn cảm ơn đến các bạn xem video này. Đừng quên subscribe kênh của tôi nhé. Đừng bỏ lỡ những tác phẩm mới. Xin hẹn gặp lại.
thôi con chờ cái nào cho ra cái đó đi lọc lên trên ngồi đi con lọc con rút tay, con rút tay cho này nhám mà con chờ thôi, cái này chờ gắt quá cho không được, nó chóc cái loại cây ra, cái cục bóng nó hết hết, nó bóng. Tôi con nấy ra cái rồi, nấy ra cái dùm thử. Thank you.
trong đất trời, chúng nắng sông đang lặn lối. Ngàn xuân đã đến đây cho những trái chiều mơ màng, ngàn hoa lá vô số về cho lòng ta thật thê say. Niềm hạnh phúc đầy đầy dâng tràn trong trái tim, ngàn lời ca chưa chắc đã xin. Còn năm ngày cũng phải xuống.